Chào các bạn nhé. Video này mình sẽ giới thiệu cấu tạo cũng như cách đấu nối một cái mạch điện của một chiếc quạt hãng Mitsubishi có mã là LV16-R nhé. Đây là một cái quạt rất là thông dụng trên thị trường luôn. Thì mùa đông rồi nhưng mà do mình đang nhận sửa một cái bo mạch này của một bạn ở trong miền Trung gửi ra. Nhưng rất là đen, nó là bo của bạn đấy là bị chết cả con MSU này, con ICV xử lý này nên mình không sửa được. Và mình sẽ gửi cho bạn một cái bo bán trên thị trường này, bởi vì đợt vừa rồi mình có nhập nhiều cái bo này mà. Bởi vì những cái quạt Mitsubishi này ấy, thì là nó rất là thông dụng, rất là nhiều là nhà vào dùng luôn. Và ngày xưa ấy, thì là hàng 5 đến 10 năm thì đồ bo mạch nó mới hỏng, nhưng mà đến dạo gần đây ấy, chỉ có khoảng 2 năm hoặc 3 năm là bo nó đã hỏng rồi, và nó hỏng nó toàn chết cả vi xử lý ấy, nên đôi khi là không sửa được. Đây các bạn này, mình có rất nhiều bo nó chết này. Thì do không sửa được, và đặc biệt là trên thị trường thì có rất nhiều bo để thay thế được nó các bạn nhé. Và đặc biệt là đến thời điểm này ấy, là cái bo mình đang cầm trên tay này, thay thế cho cái bo zin của nó ấy, là có thể dùng chính khiển của nó được luôn, chính khiển zin của hãng Mitsubishi được luôn. Tức là cái phần mềm lưu trong chương trình này nó nhận lệnh được cả điều khiển từ xa của hãng Mitsubishi luôn. Thì đây là cái mạch bạn ấy đã gửi cho mình để sửa này. Thì đầu tiên là nó chết nguồn, nó lỗi IC nguồn này. Và thường nó lỗi IC nguồn này thì đa số ấy, thì là có một số ấy, thì nó sẽ sống, nó sẽ chỉ chúng ta sửa nguồn là được, nhưng mà con này nó chết cả IC vi xử lý này. Và đây mình cũng tiện thể mình cũng giới thiệu, mình cũng hướng dẫn mọi người là cách kiểm tra con IC vi xử lý này có sống hay chết nha các bạn nhé. Chúng ta có thể dùng một cái bộ nguồn 5V, hoặc là bạn nào không có nguồn 5V thì có thể sử dụng cái sạc điện thoại cũng được. À, chúng ta sẽ biết âm dương 5V đấy. Mà khi mà một cái mạch nó bị lỗ nguồn như này này, thì chúng ta sẽ kiểm tra xem con ICV xử lý này sống hay không ấy, thì bằng cách là như này nhá. Chúng ta để ý này, đây chính là con tụ lọc nguồn, đây là chính là con tụ lọc nguồn đầu ra, 5V đầu ra. Chúng ta sẽ cấp nguồn âm dương trên chính con tụ đấy, và nếu mà nó có tiếng kêu hoặc chúng ta bấm được thì là vi xử lý sống, còn nếu mà nó không kêu ấy thì là vi xử lý chết các bạn nhé. Đây này, mình cấp cho các bạn thử ra này. Đấy, như con này nó không ấy, nó mình đánh chạm nó không kêu gì, và mình thấy đồng hồ nó ăn dòng rất cao luôn, nó ăn đến tận gần 2A luôn, và nó không có cái gì cả, mà nó hiển thị luôn một cái đèn LED sáng này các bạn nhỉ. Như vậy là nó đã chết chập mất IC vi xử lý rồi, nó không có tiếng kêu. Còn như cái mạch này là mạch sống nhá, thì mình có thể cấp này, dương ở trên là mình đấu cấp qua con DZ mà các bạn thấy không, nó có tiếng kêu tít tít đấy, và khi đó mình bật là nó sẽ có tiếng kêu và nó sẽ chạy các bạn nhé. Đấy, để mình lấy một cái mạch zin nó chạy nó sống mình test thử cho mọi người. Đây đi, cái mạch này thì là cái mạch của quạt treo tường của Mitsubishi nhá. Mình sẽ cấp dương này 5V các bạn nhá, âm này, các bạn thấy không, các bạn nghe tiếng tít, sau đó mình ấn on là nó sẽ chạy này các bạn này, nó có đèn báo này. Thì như vậy là chúng ta sẽ biết được là này, IC nó sống các bạn nhé. Mặc dù là nếu mà mạch nguồn nó chết ấy, khi chúng ta cấp như thế mà nó không kêu ấy, thì tức là khi con IC nguồn này nó chết này, là nó làm chết cả mất con vi xử lý rồi. Thì cái mạch nguồn zin của nó ấy, thì là nó sẽ sử dụng một cái mạch nguồn chạy con IC LLK 302 hoặc 304. Nó sẽ hạ áp cái điện áp, là tức là cái điện áp AC 220 đầu vào ấy, nó sẽ chỉnh lưu thành DC 300V, không, từ DC 300V đấy nó sẽ hạ qua cái cụm mạch nguồn này này, gồm hai con tụ này, con IC này và hai con cảm này này. Thì nó sẽ hạ từ 300V DC đấy thành nguồn 5V DC để cấp cho con IC này hoạt động các bạn nhé. Còn cái với những cái mạch nguồn mạch mà chúng ta mua trên thị trường mà nó có mã hiệu là LV16-R này nhé các bạn nhé, thì là cái mạch nguồn của nó ấy, thì là nó không phải sử dụng với IC, bởi vì cái mạch này rẻ tiền, chúng ta mua trên thị trường nó tùy số bán nhé, có thể là trên dưới 100.000 các bạn nhé. Thì nó sẽ mạch nguồn của nó không sử dụng IC mà nó sẽ hạ bằng tụ. Và cái mạch nguồn mình cầm trên tay là cái mạch nguồn mình đã mua rất nhiều kiểu rồi, mình thấy cái mạch này khá là bền, bởi vì là mình thấy thay cho khách là nó bền, bởi vì đấy con tụ hạ áp của nó là nó chịu đến tận 630V chứ không phải là 400V như một số mạch khác các bạn nhé. Nên con tụ này rất nhanh hỏng nhé các bạn nhé, nếu mà 400V ấy nó chạy một thời gian sau nó giảm trị số, dẫn tới là mạch cứ bật cái tự chạy lại tắt các bạn nhé. Nên con tụ hạ áp này này, thì bạn nào mà muốn tham khảo về cái mạch hạ áp trên cái bo mình đang cầm này, có thể tham khảo cái view mình để mục thẻ đề xuất trên cùng bên phải nhé. Nó bao gồm một con tụ này, hai con diode này,
một con điện trở này và một con DZ 5,1V là nó sẽ tạo ra được từ 220V AC thành 5V DC để cấp cho mạch hoạt động các bạn ạ. Thì cái mạch này ấy, nó sẽ sử dụng con IC dán này là chính là con IC MSU này các bạn này. Nó sẽ nhận lệnh của các phím này, của tất cả các phím y như trên trên mạch zin của nó này. Để mình để như này để cho mọi người nhìn được cả cái mạch của nó này, mạch zin này. Con IC vi xử lý ở phía dưới này các bạn nhé, nó chạy nguồn 5V thôi. Nó sẽ nhận lệnh các phím này y như cái này. Và nó cũng tạo ra cái hiển thị của các bóng đèn này các bạn nhé. Các bóng đèn này để hiển thị trạng thái bật túp năng hay là tốc độ thấp, tốc độ giữa hay tốc độ cao, rồi là trạng thái đèn hẹn giờ. Sau đó là nó đưa ra bốn cái lệnh kích, bốn con chiác này. Thì bốn con chiác này nó sẽ cấp cho ba con, sẽ cấp cho ba số tốc độ đấy. Ba con dưới này, 1, 2, 3 này. 1, 2, 3 là ba con là tương đương vào số tốc độ. Và một con nữa nó ghi chữ swing gây này, screen này, và dây là dây màu xám này. Thì là nó là túp năng các bạn nhé, chiếc cấp nguồn cho túp năng. Thì để mà đấu nối nó ấy, thì chúng ta sẽ nhìn này, hình dung này. Thực ra cái mạch copy này họ làm cũng rất là giống hệt bên này, chúng ta có thể copy được này. Cái điện áp AC vào ấy, từ cái phích điện của dây điện ấy, thì nó sẽ có hai dây, thì chúng ta sẽ đấu vào đây, chúng ta chẳng cần phân biệt đâu là âm đâu là dương, chúng ta cứ đấu vào đây thôi, hai dây AC của từ phích cắm vào ấy. Sau đó là chúng ta phải xác định là bốn cái năm cái dây đi lên quạt nữa, thì năm cái dây đi lên quạt ấy, nó sẽ có một dây chung, nó là dây com này, thì nó đấu vào đây, nó chính là cái dây trắng này các bạn nhé, là dây chung này. Sau đó nó sẽ có bốn dây nữa, bao gồm là xanh dương này, đỏ đen này, thì ba cái dây này, ba dây mình vừa nói thì nó cũng có đây này, xanh này, đỏ đen này, nó chính là ba số tốc độ. Thì ba cái dây này chúng ta có thể đấu nhầm đỏ sang đen hoặc là đen sang xanh cũng được, nó chẳng sao cả vì nó chỉ là số thôi. Có cái chúng ta khi bật số 1 có khi nó lại chạy mạnh nhất, thì chúng ta cứ đấu lối chuẩn thôi. Còn cái dây tiếp theo này thì nó là cái dây của túp năng các bạn nhé, thì đấu lối nó rất là đơn giản thôi, nó dễ cực kỳ luôn. Những cái quạt mà mới mua hiện nay ấy, tầm khoảng 2 hoặc 3 năm đổ lại đây ấy, thì mình thấy khi nó chết nguồn này là nó rất hay chết luôn cả IC vi xử lý. Còn những cái quạt mà khách mua tầm 7 đến 10 năm rồi ấy, thì nó chết nguồn nổ tung luôn, nhưng mà anh thấy con vị mình thấy đa số vi xử lý vẫn sống. Nên mình khi sửa nguồn nó chạy bình thường được. Về nhược điểm của cái mạch này các bạn nhé, về cái mạch chúng ta thay thế này, nó hay bị cái lỗi là nó sẽ giảm trị số con tụ 105 này, tụ hạ áp này, dẫn tới là nguồn 5V ra không đủ dòng, dẫn tới là chúng ta khi chúng ta bật ấy là nó chạy được cái rồi nó ngắt các bạn nhé. Như những cái quạt khác nó cũng thế, như những cái quạt của hãng điện cơ thống nhất này nó cũng hay bị bệnh giảm áp, giảm trị số con tụ hạ áp nó cũng như vậy. Và cái nữa do cái mạch này là mạch bọn chắc là bọn Trung Quốc sản xuất thôi nên chi phí nó rẻ, nên những cái công tắc này này, những cái nút ấn này này nó bằng bằng sắt nên dẫn tới nó rỉ và nó sẽ không tiếp xúc tốt các bạn nhé, để lâu ấy. Nên khi mình thay cho khách mình toàn phải nhỏ thêm một ít dầu nhớt vào đây, dầu sạch ấy, để cho nó bền đấy. Và cái nữa, nhược điểm nữa của cái bo này ấy, đó là so với bo zin nhá thì là mọi chức năng giống hệt nhau, chỉ có khác là cái tiếng còi kêu của cái bo thay thế này nó khác so với bo zin một chút. Nó kêu hai lần tít tít các bạn ạ. Đây mình cho các bạn xem này. Mình cấp nguồn 5V vào nhá, mình test thử nhá. Đấy, nó kêu hai cái tít tít các bạn ạ. Mình bật này. Đấy, nó cứ chuyển trạng thái là nó kêu hai lần tít tít. Đấy. Đấy các bạn thấy không? Con này tại sao lại ấn đây là mình ấn RCM đó, là bấm cái chế độ gió thoáng. Đây mới là chuyển trạng thái này, số này. Nó kêu hai lần tít tít, nhưng mà với cái mạch zin thì nó chỉ kêu một lần thôi, ấn một cái nó kêu một cái thôi. Và có cái nữa ấy, là cái mạch zin của nó ấy, là khi ở chế độ tắt các bạn nhá, là mà chúng ta khi ở chế độ tắt ấy, là khi không có đèn báo gì cả nhá, mà chúng ta ấn cái nút timer này này, là chúng ta có thể là chuyển thêm cái đèn, hiển thị được cái đèn xanh ở những cái này, là chúng ta là hẹn được giờ mở quạt các bạn nhé. Tức là bo zin nó có chức năng hẹn giờ mở quạt, nhưng cái bo thay thế này nó không có các bạn ạ, nó chỉ có hẹn giờ tắt được thôi. Tức là chúng ta bật on lên này, không chúng ta ấn được hẹn giờ tắt này, đấy, 1 giờ tắt này, 2 giờ tắt, 4 giờ tắt,
Ở đây là 3 giờ này. Đấy, chúng ta chỉ hẹn được giờ tắt thôi. Còn cái bo-zin của nó là chúng ta có thể hẹn được giờ mở. Thì tức là ở chế độ tắt như này này, mà chúng ta ấn nút time trên cùng ấy, là nó có thể là sáng cái đèn xanh để chúng ta hiển thị, để biết được là chúng ta biết được là nó có chức năng là hẹn giờ mở. Tức là ví dụ chúng ta hẹn 2 tiếng sau nó tự nó mở nó cũng được nhé. Thì nó có cái đặc biệt là nhiều bạn không hiểu những cái đèn, đây là mấy cái đèn hẹn giờ này nhá, từ 1, 2, 4, 8 này của cái bo-zin này của nó. Đây mình dùng đồng hồ mình đo thử nhá. Nó cũng đồng hồ cái nét của nó cũng chỉ có hai cực thôi, nhưng thực ra đấy, chúng ta cứ cấp ngược xuôi nó sẽ sáng màu khác nhau nhá. Đây nha, mình cấp đây. Như này nó màu đỏ này. Nhưng mình cấp ngược lại, điện áp ngược lại nhá, thì nó này là sáng màu khác nhá. Các bạn thấy không, nó lại sáng màu xanh này. Không biết các bạn có nhìn được không. Đấy, nó lại sáng màu xanh này. Còn ngược lại ra nó màu đỏ. Như vậy là khi hẹn giờ tắt thì nó sẽ sáng màu đỏ. Được phân áp là con nét sáng màu đỏ. Còn khi hẹn giờ mở thì nó sẽ sáng màu xanh các bạn nhé. Là do con vi xử lý nên nó đưa lệnh ra, điện áp ra thôi. Nó có cái khác như thế một chút thôi. Nhưng mà hẹn giờ mở thì ít người dùng. Nhưng mà cũng cá biệt mình đã gặp rồi các bạn ạ. Cá biệt là khách sử dụng điều phòng điều hòa. Cứ khách hẹn đến tầm khoảng 3 giờ sáng là bắt đầu điều hòa tắt. Sau đó là quạt phải tự bật. Mình đã gặp như vậy. Còn không thì cái chế độ hẹn giờ mở này ít sử dụng lắm các bạn ạ. Chúng ta không quan tâm, do đó mà cái bo thay thế này họ cũng không thiết kế mở hẹn giờ mở được các bạn ạ. Như vậy là mình đã giới thiệu qua cái cấu tạo của một cái mạch điện thay thế cho cái bộ quạt Mitsubishi có tên là LV16-RV này nhá. Cái này thương hiệu, cái quạt này rất nhiều người lơi dùng luôn. Và chúng ta sẽ hiểu được cấu tạo cũng như là cách đấu lối. Đấu lối nó dễ các bạn nhé. Bởi vì bây giờ mình gặp mạch chết cả vi xử lý nhiều nên chúng ta phải mua mạch thay thế mà. Hôm nay video mình sẽ kết thúc ở đây nhé. Chào các bạn.